Tôi lại chào mừng tất cả các bạn quay lại kênh channel của tôi. Và tôi hôm nay lại tiếp tục quay lại với các bạn một phần về mẹo piano dành cho các bạn học về piano đệm hát ha. Và các bạn học về cơ bản muốn học thêm sâu hơn nữa về về kiến thức về đệm hát, về kiến thức về hòa âm. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về làm sao sử dụng chưởng hòa thanh và chưởng giai điệu để đệm hát. Các bạn dùng chưởng hòa thanh và chưởng giai điệu đệm hát thì các bạn sẽ cảm thấy thích hơn rất là nhiều. Và đây là chưởng tự nhiên các bạn. Chưởng tự nhiên là bậc 1 sẽ là đô chưởng, này âm dài nó này. Yeah. Bậc 1 đô chưởng, bậc 2 đúng là re thứ, à. Bậc 3 sẽ là mi thứ, bậc 4 pha chưởng, bậc 5 son chưởng, bậc 6 la thứ, bậc 7 si thứ chữ 5. Yeah. Vậy đây là chưởng tự nhiên. Yeah. Pha son. Yeah. Mỗi hợp âm đều có hai âm đảo thì các bạn đã biết rồi ha. Thì hôm nay tôi không nói nữa và các bạn đều biết trên kênh của tôi gồm có 3 nội dung mẹo piano dành cho các bạn bắt đầu học piano và học piano đệm hát, các bạn muốn học mẹo. Rồi thứ hai nữa là đệm hát thành ca, và các bạn nào mà muốn học đệm hát thành ca thì có rất nhiều bài tôi hướng dẫn và thậm chí về liên quan đến kiến thức hòa âm cả mẹo piano nữa, giúp cho bạn đệm hay hơn. Và phần thứ ba nữa là dành cho các bạn mà muốn cover những ca khúc nhạc nhẹ ha. Tôi hướng dẫn rất là nhiều và trên kênh của tôi rất nhiều mẹo, hôm nay là đã tận hai mấy rồi đó tôi không nhớ lắm. Nhưng các bạn hãy quan tâm học những cái mẹo trước đó. Tôi nói thật sẽ giúp cho các bạn mà tự tin chơi đàn có nhiều cái điều mới hơn nữa. Rất là kỹ ha. Rồi, bây giờ tôi là tự nhiên vậy đó. Và bây giờ hôm nay cái chính của tôi này là hướng dẫn cho các bạn là dùng chưởng hòa thanh và chưởng giai điệu ha. Chưởng hòa thanh là sao? Chưởng hòa thanh. Chưởng hòa thanh là chưởng tự nhiên có bậc 6 giáng xuống nửa cung các bạn này. Ha. Có bậc 6 giáng xuống nửa cung thì nó sẽ là có la giáng. Các bạn nhìn thấy không? Ha. Yeah. Thì bây giờ các bạn nhìn này, bậc 1 nó sẽ là đô chưởng, bậc 2 của nó sẽ là re thứ chữ 5, các bạn thấy có hợp âm mới không ha? Này. Yeah. Bậc 3 nó sẽ là mi thứ, bậc 4 nó sẽ là pha thứ nha các bạn ha. À, bậc 5 sẽ là son chưởng. Yeah. Bậc 6 nó sẽ là la giáng cộng, la giáng tăng. Yeah. Đó. Và bậc 7 là si thứ chữ 5. Và cái mẹo trước thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn là gì? Thứ tự nhiên và thứ giai điệu để đệm hát rồi đúng không nào? Nó dùng những hợp âm dẫn. Thì các bạn nhìn hôm nay đô chưởng này, các bạn nhìn có thêm yeah, pha thứ, yeah, re thứ chữ 5. Các bạn biết cái bài Happy New Year đó này. Đó, pa 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 vào hát này. Da da ta, đó là yeah. Re thứ 7 chữ 5 đó là lời chúc cho con của Xuân Phương vậy. Để rồi biển hát gì rồi. Rất nhiều nó dùng hợp âm dẫn, hợp âm lót màu thứ rất là đẹp, hoặc là cái bài Power You hả? Yeah. Yeah. Cái hợp âm này nó sẽ là hợp âm là re thứ 7 trừ 5. Và bắt la giáng này các bạn ha. Yeah. Ta đi na ta đi. Yeah. Tí tí. Các bạn nhìn không? Nghe rất là khác biệt ha. Tí da da ta đi. Rất nhiều ha. Hoặc đột phá thứ. Các bạn hãy nhìn này. Ở trong cái bài Bông Hoa Đẹp Nhất á, Mới Sau Này Anh Mới Biết, bài của Hoàng Dũng các bạn nhớ không? Này. Mới sau này anh mới biết bông hoa ơi. Ở đây á, nó là âm pha thứ mà bắt đô, à, tức là bông hoa ơi, không phải đánh pha thứ như thế này mà là pha thứ bắt đô bông hoa ơi, à, yeah, mới sau này anh mới biết bông hoa ơi không phải là em, ta là ta là ta ta đi mùa hoa đẹp nhất, ở đây nhất là re chưởng, à, bắt pha thăng thì ở đó là ở trong trong gì? Trong thứ giai điệu đúng không? Thứ giai điệu bậc 4 re chưởng các bạn nhớ không? Đây là re chưởng bắt ba thằng. Da da ta da ta ta ti. Da da ta ti ta ta ti. Ta ti da ta ti ta ta ti ti. Yeah.
đoạn này sẽ có một đoạn hợp âm nữa là hợp âm si giáng trưởng. Thì nó nằm ở đâu? Trong trưởng giai điệu nó có. Đây các bạn nhìn này, trưởng giai điệu nhé, trưởng giai điệu sẽ có bậc 6 và bậc 7 giáng xuống nửa cung. Bạn nhìn thấy chưa? Vậy hợp âm của nó sẽ khác. Tôi sẽ viết lại chỗ này cho các bạn cho nó chắc nha. Tôi viết ở trên này cho các bạn đi ha. Trưởng giai điệu này thì nó có 6 bậc trưởng tự nhiên, bậc 6 và 7 giáng nửa cung. Vậy thì nó sẽ là bậc 1 đô trưởng, bậc 2 rê thứ trừ 5, bậc 3 nó có mi thứ trừ 5. Các bạn nhớ nha. Wow. Bậc 4 pha thứ, bậc 5 nó có son thứ nữa kìa, bậc 6 là la giáng tăng. Các bạn thấy chưa? Rất là khác biệt ha. Các bạn có thêm, mi thứ trừ 5 nó có son thứ, và nó có bậc 7 là si giáng trưởng. Wow. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây, rất là khác biệt, rất hay ha. Các bạn biết thì các bạn nắm thêm về kiến thức của âm thì các bạn biết chơi đàn rất hay. Các bạn sẽ biết là chỗ nó nên dùng gì và tại sao. Tại sao lại dùng mi thứ trừ 5 đó, hay là tại sao lại phải là mi thứ trừ 5 bát si giáng mà không phải là son thứ, khác nhau rất nhiều. Tất cả những cái thứ đó đều trong tất cả những khóa học của tôi đều có hết. Còn đây tôi cảm ơn rất nhiều các anh chị ha, luôn ủng hộ khóa học của tôi, đặc biệt là khóa học gồm 30 clip tập 1, tập 2, đệm hát từ cơ bản cho tới chuyên nghiệp luôn các bạn ha, chuyên nghiệp. Những cái bài mà rất nhiều các ca sĩ đang được dùng và với các bản phối hòa âm rất là chuyên nghiệp. Tôi hướng dẫn từ cơ bản cho tới chuyên nghiệp, 7, 9 sút, tăng giảm, 11, 13, vân vân. Khi nào dùng những thứ đó, khi nào sút 2, khi nào sút 4, và khi hợp âm dẫn như thế nào, hòa âm đảo, câu lót, câu dẫn, cách làm intro, rất nhiều. Tôi đã đúc kết lại trong một tập 1, tập 2. Bởi vì có rất nhiều thời gian, khoảng 20 năm tôi đã mong muốn để mà viết ra được một cái giáo trình như vậy, một cái bộ giáo trình mà cộng với lại cả clip hướng dẫn chi tiết. Và tôi đang có chương trình khuyến mãi dành cho các bạn trong cái mùa này. Ai có thể dùng học được thì rất là tuyệt vời, bởi vì sẽ tiết kiệm cho các bạn được rất nhiều thời gian. Với điều nữa là các bạn được tương tác với tôi hàng ngày. Tôi sẽ sửa cho các bạn tại sao nên dùng thứ vào thanh, tại sao thứ giai điệu. Mỗi một bài các bạn học xong, các bạn có thể quay clip, tôi sẽ sửa bài cho các bạn. Đây chính là sự khác biệt của khóa học. Các bạn không giống bên ngoài, các bạn mua về các bạn mở ra các bạn học cũng chẳng biết học làm sao cả. Người viết một kiểu và người học nghĩ một kiểu, nó sẽ không đi vào với nhau. Đó, cái khoa học này các bạn học mọi lúc mọi nơi. Ở đâu các bạn học được, các bạn học đệm thánh ca, các bạn học mọi lúc mọi nơi. Đó, các bạn nhìn nào, các bạn đệm thánh ca, các bạn thấy là cần phải nắm được thật nhiều hòa âm thì mới giúp cho các bạn đệm đàn hay được. Nhiều các bạn có dùng tiếng electron, organ, cứ giữ chân bát giữ không thôi, không di chuyển hòa âm nghe rất khó chịu. Nó thật chứ các bạn chỉ cần đánh 1-2 bài được, nhưng mà cả một cái thời gian dài mà các bạn dùng như vậy á, 4-5 phút đến 1 tiếng mà các bạn nhiều bài mà các bạn giữ như vậy đau đầu lắm các bạn à. Các bạn phải học cách di chuyển hòa âm, cách vận chuyển hòa âm giúp cho cái bài của bạn hay hơn, giúp cho cái bài của bạn tinh tế hơn, giúp của các bạn bài trang trọng hơn nha. Mà các bạn học cái cách đặt những hòa âm hay hơn cho một bài. Bạn hãy tin tôi đi, có rất nhiều bạn học đến 3-4 clip mà đã vỡ được rất rất nhiều. Bảo rằng là em đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian trước đó. Đó, các bạn hãy tin tôi, các bạn không bị phí đâu, không phí đâu. Đây là một cái đúc kết mà tôi mong muốn từ khoảng 20 năm nay. Tôi muốn đưa một bộ sách, bộ giáo trình và cả clip hướng dẫn chi tiết cho các bạn học mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần có cái điện thoại cộng với cái bàn phím đàn các bạn học rồi, thậm chí không cần đàn các bạn học nhìn, các bạn ghi chép ra cũng rất là tuyệt vời rồi. Thật sự là rất là khác biệt đó. Tôi nghĩ rằng đó cũng chính là một cái cách mà để tôi giúp cho các bạn học đàn tự tin hơn và tiết kiệm được cho các bạn rất nhiều thời gian, thậm chí cả tiền bạc nữa ha. Các bạn đăng ký khóa học còn được giảm được rất nhiều phần. Hiện tại tôi đang giảm 30% cho cả bộ, chọn bộ giáo trình luôn. Rất là khác biệt. Tôi khuyến khích các bạn nên học sẽ giúp cho các bạn chơi đàn tốt hơn ha. Đó, thì tôi ví dụ cái bài bông hoa đẹp nhất nha. Bài bông hoa đẹp nhất thì cái bài câu intro nó như này. Yeah, ở đây là son thứ. Các bạn nhìn thấy son thứ không? Mà son thứ bát si giáng. Nhá. Đó. Pha thứ 79 này, các bạn nhìn thấy pha thứ không ạ? Ở trong nó toàn bộ là trưởng vào thanh, trưởng giai điệu hết. Đó. Son sút. Mời sao lại anh có biết bông hoa đó không phải là em. Ta 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 ta
Rê thứ ta la ta đi la ta ta ti la ta đi la ta ti. Về rê rê giảm cái nào âm hợp khác nào. Ti la ti la ta 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 ti. Suy giảm thưởng này đó các bạn nhìn thấy chưa? Nghe hòa âm rất là hay ha. Tôi chỉ hướng dẫn sơ qua cho bạn thôi, còn bài này muốn đánh hết xếp 7-9 thứ vào nữa thì rất là hay. Đó, có rất nhiều cách để cho các bạn xếp. Thậm chí các bạn có thể xếp là bên thảo này anh mới biết. Ta da ti da da. Bạn có thể dùng re thứ 7-5 bát đô cũng rất là hay. Đó ha. Đó. Vậy là rất là hay. Xoan thứ xong. Đô 7-9. Ta đi ra ra ti ta. Phát thứ xong. Ti ra ta ti ra ta ti ra. Ti ra ta ti ra ta ra ti. Ta ti 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 ti. Ta ti ra ta ti ta. Ti ra 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 ra. Ta ra ta ti ra ta ti ra. Yeah, tôi vừa hướng dẫn cho các bạn là trường hòa thanh và trường giai điệu nó có rất nhiều các hợp âm rất hay. Nếu các bạn muốn đi sâu hơn nữa khi nào dùng nó thì các bạn hãy nên học những cái khóa mà rất là kỹ. Tôi hướng dẫn cho các bạn là khi nào nên dùng cái đó, khi nào nên dùng mi thứ chữ năm, hay giống như cái bài lạ lùng vậy á. Yeah, rất nhiều là nó là thư mi thứ 7 chữ mi thứ 7 chữ 5 bát si dáng nên mới ra được màu. Nhiều bài hay lắm. Đó. Mà các bạn chơi nhạc kẹo đẹp thành ca cũng vậy ha. Ví dụ như là lời ngài là sáng sớm của con. Đó, phá bắt đô này. Lời ngài là sáng bác sĩ là ánh sáng đời con. Lời ngài là chữa cho đi vọng. Đó, là đường để con hàng sau đường. Lời ngài đường chứng nhận niềm vui. Đó, nhìn này. Đường chứng niềm vui. Trọn vẹn làm tiếng hát đầy vui. Lời ngài là chữa cho đi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và các bạn thấy cái kênh của tôi có ích hay thì bấm like, subscribe và share giúp tôi. Các bạn nào muốn có quan tâm khoa học hãy nhớ nhắn tin cho tôi qua email, tôi để trên phần mô tả số điện thoại và đặc biệt là qua Messenger. Các bạn lên Facebook mà đánh cái số tôi ra thì có rất nhiều các thông tin trên đó. Cảm ơn các bạn và thấy kênh của tôi có ích hay thì bấm like, subscribe, share giúp tôi. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại.